gợi ý về văn hóa truyền thống Trung Quốc dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công tập 2B thầy giáo Hồ Tiểu Lâm Chủ dạng Thời gian Ngày 25 tháng 7 Năm 2010 Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông cách nang, lớp da Nang tức là cái túi Chứa đựng những thứ gì? Những thứ dơ bẩn Cách nang thành uế Luôn làm sự quán tưởng này chỉ quán Đặc biệt hiệu quả Cũng cảm thấy rất hỷ lạc Đây Đi là điểm thứ nhất Tức là trừ bỏ sát tâm này Sư phụ nói nhị lan thần Đó là yêu đâu xanh Cái thứ hai tức là Tìm một quyển kinh sách hoặc là sớ sao Quý vị thích động nhất Đặc biệt khó hiểu Nhưng mà coi hiểu rồi Thì sẽ vô cùng hỷ lạc Tôi đã chọn sớ sao của Đại sư Thanh Lương Hoa nghiêm kinh sớ sao Quý vị hãy xem liền cả mười mấy tiếng đồng hồ dụng tiếng phế thoái Quý vị luôn không cởi động sát tâm này Dần dần công năng của nó sẽ không còn linh nghiệm nữa Quý vị luôn dùng nó, nó sẽ cởi lên. Hạt giống trong a là gia thức sẽ lớn mạnh, gặp duyên nó bụt một cái liền khởi lên. Cho nên, quý vị luôn thâm nhập kinh tạng, khiến bản thân mình đắm chìm lâu dài ở trong kinh tạng. Hơn nữa, từ trong kinh tạng, theo diện sự lỗi quý vị sẽ có khỉ lạc. Quý vị dần dần sẽ cảm nhận được câu Thế gì làm sao lòng bằng pháp gì mà Lão Hòa Thượng nói. Thật sự cảm thấy vui. Tình yêu nam nữ đó căn bản không cách nào sánh được. Thật quá nhạt nhẽo. Chúng ta chẳng phải có nói con cáo không ăn được nho nên nói nho chua sao? Không phải là ý đó thật sự không sánh được cách biệt quá xa cuộc sống của Phật Bồ Tát. So với ngũ dục lùng trần của chúng ta không phải là cùng một chuyện. Do đó, Cảm nhận thứ hai của tôi tức là thâm nhập kinh tạng, đem đầu óc và thời gian của bản thân toàn bộ đều ở chung với thánh hiền nhân. Thường hay đang xem, đang xem thì chạy nước mắt, sự từ bi của Ngài, sự phát nguyện vì muốn cứu độ chúng ta của Ngài. Trí huệ đó của Ngài, sự thiện xảo khi Ngài lấy ví dụ cho chúng ta, sự thông minh của Ngài, văn tự của Ngài đẹp đẽ như vậy. Quý vị nói Thế gian này Quý vị còn gặp được sớ sao của Tổ sư Đại Đức Đó là vước báo lớn bao nhiêu Đó là chân thư Do người 1.400 năm trước viết ra Sư phụ nói Đài Loan 60 năm trước Ngài đã cảm thấy rất là khá rồi Ngài vừa đi Đài Loan Vào lúc đó nếu quý vị nói ngũ trượt ác thế, sư phụ nói lúc đó không lý giải lắm. Lúc đó người Đài Loan nhân tâm thuận phát, đặc biệt là dân phong thuận phát hùng hậu lương thiện. Quý vị nghĩ, nếu xem sách của người 1.400 năm trước, hơn nữa còn là tổ sư Đại Đức, còn là người đã khai ngộ, người đã chứng quả, vậy có gây gớm không? Quý vị làm việc ngu sự đó làm gì? Quý vị buông bỏ không đọc sách đây. Quý vị nói những thứ này có ý nghĩa gì đâu. Hồ Tiểu Lâm ông thật nỗ lực ông thật chăm chỉ đọc sách cổ biết mấy sai rồi đọc sách vui biết mấy nó giống như một cục đá nam châm đang hấp dẫn lấy tôi thực sự tìm được cuộc đời tức là như lời của lão thiên sinh phương đông mỹ hưởng thụ cao nhất trong cuộc đời cho nên ở đây tôi khuyên mọi người quý vị chỉ đi dạo trên bờ hồ bơi Huấn luyện viên nói với quý vị, hồ bơi này là sâu một mét rưỡi. Sức đổi của nước trong hồ bơi này là một cảm giác như thế nào? Nước còn có nhiệt độ, nhiệt độ là một cảm giác như thế nào? Nước còn có lực cản, khi quý vị cử động thì ta cho quý vị phối hợp ra sao? Cu nước sâu và cu nước cạn có gì khác biệt? Đây đều là khái niệm, đây đều là lý luận. Quý vị vừa nhảy xuống đó, lời huấn luyện viên nói quý vị đều hiểu rõ đây là lực nổi đây là nhiệt độ đây là sâu cạn không có gì hết hiểu rõ rồi quý vị ở trong đó rồi cho nên ở chỗ này tôi muốn nói với những bạn bè học phật như thế này họ luôn hỏi tôi thể hội chân thật sau khi ông học tập phật pháp bởi vì cũng không có cơ hội để trao đổi đầy đủ thời gian như ngày hôm nay để nói chi tiết hơn về những thể hội khi học phật thật sự là phải thâm nhập vào trong đó quý vị cắn chặt răng lại cũng có thể cũng phải cần thời gian một tuần lễ thực sự rất khó bởi vì từ điển cũng không quen khái niệm cũng không quen sách cũng không quen hơn nữa đây là người xưa rất là khó hiểu lại cộng thêm không định lại được lúc thì di động lúc thì điện thoại lúc thì công chuyện trong nhà dạng duyên buông bỏ hiếu kính bản thân một chút đã bận rộn một đời cho bản thân mình quản thời gian một tuần lễ cố gắng cùng những người 1.500, 1.600 năm trước nhìn chữ như gặp mặt ở bên cạnh các ngài. Các ngài không hại quý vị. Các ngài là người bạn chân thật của quý vị. Ân tình của các ngài đối với quý vị còn lớn hơn cha mẹ. Hơn nữa, chúng ta học rồi sẽ có Pháp bố thí như Lão Hòa Thượng. Không còn gì để nói nữa. Giáo Pháp một đời Lão Hòa Thượng hơn nữa đọc kinh hoa nghiêm kinh hoa nghiêm lại là đại bản của kinh vô lượng thọ đạo quy cực lạc quý vị coi quý vị lại hỷ lạc văn chương lại mỹ lệ đã giải quyết được vấn đề xuất thế còn có thể chiếm lấy đầu óc quý vị khắc phục phiền não Phải nên làm những việc này Những thứ này khế cơ với tôi Không có nghĩa mỗi một người đều khế cơ Có những người không có thói quen đọc sách Hoặc là nói đọc sách không bằng niệm Phật Có những người niệm Phật rất là đắc lực Dù sao thì tôi cảm thấy niệm Phật Có những lúc hơi kém một chút Những lúc phiền não tập khí hiện tiền Đây chẳng phải là Thứ nhất, sân tâm Thứ hai, nói bậy Thứ ba, tâm nam nữ Thứ tư, chính là ngạo mạn Khu môi mua mép khoe khoang trụ tài nói năng sao cho ghi gớm mới được tức là sửa lỗi luôn muốn tranh cao thấp với người ta quý vị coi hồ tiểu lâm dám phơi ra tôi dám đem lòng dạ đen tối của chính mình phơi bày ra quý vị dám không quý vị ai làm được mời lên đây thử xem quý vị coi đi là thiện sao đi là đại ác quý vị đem giáo huấn của phật bồ tát ra để làm chuyện này danh văn lợi dưỡng thỏa mãn tâm hư dinh của chính mình thỏa mãn tâm ngạo mạng của chính mình đúng vậy mọi người đều nói giảng hay lắm vui mừng tôi dám nói tôi có năng lực này quý vị không dám tôi dám quý vị không nói ra được tôi nói ra được tôi có thể nói vốn dĩ là nói để gạt người ta kiếm tiền bây giờ nói không phải là vì chuyện này vì muốn tìm cảm giác mà nói thể hiện năng lực của mình khoe khoang tiếng Anh gọi là show off. Trong liễu phàm tư huấn có nói làm thiện không thể theo tai mắt. Có nghĩa là gì? Không thể nói tôi thích làm thế này thì tôi làm thế đó. Phải từ tận sâu đáy lòng mà âm thầm gột rửa tận sâu đáy lòng lợi dụng phương pháp sám hối này mà trưởng dưỡng ngạo mạn lấy cái hay của mình so sánh người khác quý vị coi tôi được tôi so với quý vị quý vị không được đây là đại ác quý vị trong thế gian làm danh dân lợi dưỡng tạm thời gác lại tôi lỗi một phần quý vị đã vào cửa vẫn quý vị còn dùng thứ này để làm chuyện này tôi lỗi gấp đôi vậy có khi gớm không từ tội nhỏ mà tâm sanh lo sợ lớn tâm ngạo mạng tâm ưa khoe khoang tâm ưa trổ tài ngày nay vẫn còn vẫn chưa hoàn toàn khắc phục vẫn đang trong quá trình đối trị từ tận sâu đáy lòng mà âm thầm gột rửa. Trước cuộc một điểm này, trước cuộc một câu nói này, trước cuộc câu chuyện này, quý vị kể ra là gì cái gì? Sự sám hối của quý vị, sự phơi bày những chuyện lòng dạ đen tối của bản thân, quý vị là gì cái gì? Phật Pháp luận tâm không luận sự. Điểm khác biệt giữa thánh nhân Phật Bồ Tát và Phạm Phu Trong liệu Phạm Thư Huấn đã nói Chỉ do dục tâm khác nhau Thánh hiền nhân dục tâm Chỉ là tâm thương người Tâm cứu người Tôi sám hối trước mặt mọi người Tôi thổ lộ trước mặt mọi người Tôi có tâm thương người Cứu người hay không Tôi thực sự là bởi vì thương những chúng sanh này, họ không biết sửa lỗi, không biết làm sao để sửa lỗi, Công nhìn thấy lỗi lầm của bản thân Hồ Tiểu Lâm là người làm trước Ông đem những lỗi lầm và cảm nhận tu học của mình ra Để cúng dường mọi người Để mọi người ý thức được Chuyện bơi lội này là như thế nào Món ăn này là nấu như thế nào Lỗi lầm này sửa đổi như thế nào Mọi người học được rồi Mọi người học được rồi, mọi người sẽ sửa lỗi Mọi người sửa lỗi, mọi người được lợi ích Sau cùng, xã hội ổn định Gia đình hạnh phúc Sự nghiệp cá nhân phát triển Có phải có tâm này hay không Lợi người là công Công thì chân thật. Lợi mình là tư, tư ác giả dối. Sự thật giả này tức là thiện có thật có giả. Trong Điệu Phạm Tứ Huấn nói, vậy cái thiện của quý vị là gì ai? Thiền sư Trung Phong đã nói, lợi người là công, công thì chân thật, lợi mình là tư, tư ác giả dối. Nếu tôi dùng tiêu chuẩn này để đánh giá bản thân, thì trên căn bản tôi là thời gian trước đi ra ngoài giảng trên căn bản là không có cái gì mà gì người là công nói cho sướng cho đỡ ghiền ban đầu là chuyện hợp đồng ăn thịt uống rượu phát tiết bây giờ đến cửa Phật rồi vẫn làm chuyện này chẳng qua là đã thay đổi nội dung tâm chưa đổi bình mới rượu cũ cho nên thầy giáo chung giảng hay hơn tôi thầy giáo thái cảnh giới cao hơn tôi liền đố kỵ không bằng người ta liền đố kỵ mạnh hơn người ta thì ngạo mạn bởi vậy quý vị coi cái này tứ đại phiền não tâm sân hận nói năng sằng bậy tâm nam nữ đố kỵ ngạo mạn quý vị coi vậy sao được quý vị ở đây Sống bờ đỡ kiểu gì? Ý của quý vị chẳng phải là muốn thành tựu sao? Muốn thành tựu bốn vấn đề này quý vị không giải quyết có được không? Quý vị không giải quyết. Không giải quyết thì quý vị đến địa ngục thôi. Tôi báo cáo với Lão Hòa Thượng. Tôi nói tôi có bốn phiền não lớn này. Lão Hòa Thượng không nói gì hết. Đến khi tôi rời khỏi, Lão Hòa Thượng Ngài mới nói với tôi một câu Anh phải khéo học Người ta không nói bốn phiền não lớn này của quý vị Ai mà biết quý vị thật giả dạ thế nào Quý vị ở trước mặt tôi có nói mình có phiền não này Lão Hòa Thượng nói Tiểu Lâm vẫn phải tin sâu nhân quả Quý vị coi Chúng ta cho rằng nằm ở trên sự Trong điều phạm tư huấn nói Quá do tâm tạo, việc do tâm cải, ngô tâm bất động, quá an tùng sanh. Tâm ta bất động, tội lỗi đó từ đâu mà sanh khởi? Hệ tức chi chi, di phạt, Diệp diệp di dị trích tai. Quý vị cứ trên sự, quý vị hái từng lá cây, quý vị chặt từng cành cây. Quý vị phải nên chặt thẳng gốc cây, như trạm độc thụ, trực đoạn kỳ can. Gốc của quý vị trong tâm quý vị, còn quyết điểm trong tâm của quý vị sau khi Lão Hòa Thượng nói xong nhân quả này. Tôi đã vô cùng chấn động tất cả bốn việc này đều là gì không tin nhân quả. Nếu quý vị tin nhân quả thì quý vị không làm việc này. Quý vị có dám không? Nói một cách khác, trong điển phạm tư hướng nói, một người muốn sửa lỗi thì phải phát ba tâm, một là tâm hữu thiện, một là tâm lo sợ. Tâm lo sợ tức là nhân quả giải quyết. Quý vị lo sợ, tiểu tượng quý vị không biết lo sợ, quý vị cả gan làm càng. Gia hạn thấp nhất này chính là tâm lo sợ này Quý vị biết khổ thẹn Sĩ chi ư nhân đại hỷ Dĩ kỳ đắc chi tác thánh hiện Thất chi đắc cầm thú nhĩ. Tôi không sợ làm cầm thú Phải biết được khổ thẹn để làm gì Bây giờ ai biết khổ thẹn Khổ thẹn thì sao Không ai cảm thấy khổ thẹn Tôi sai rồi, sai rồi thì sai rồi 40 năm nay, từ năm 1966 đến năm 2006, đã lớn như vậy. 52 tuổi gặp được Phật Pháp, 40 năm sống ở trong đó dựa vào giá trị quan như vậy. No bụng thì to gan, đói bụng thì nhát gan. Có đúng không? Liền dám liếm chút máu dính trên lưỡi dao đó là như vậy. Cho nên không biết hữu thẹn không cảm thấy Cho đến hôm nay tôi cảm thấy có tâm hữu thẹn rồi Cũng tức là giai đoạn gần đây thực sự cảm thấy ái ngại Sao ông có thể suy nghĩ như vậy? Đúng không? liền bắt đầu có cảm giác thấy ái ngại này Cảm thấy hữu thẹn Cảm thấy không chúng dung thân Cảm thấy hữu thẹn Bắt đầu có rồi Tìm được cảm giác này rồi Tâm lo sợ, không tin địa tính ngục. Nói thì nói như vậy. Quý vị nói không tin thì quý vị học Phật. Cái gì? Phật chẳng phải nói về điều này sao? Bảo tôi thật sự cảm thấy tìm được cảm giác gì địa ngục. Tôi nói thật cho mọi người nghe, tôi thật sự tìm không được cảm giác đó. Nói là bây giờ quý vị làm vậy, sau này quý vị chết rồi sẽ đến đó. Đó toàn là địa ngục đáng sát, ngựa sắt Địa ngục sắc đung, địa ngục dừng sắc, địa ngục phân tiểu. Tôi nói cho mọi người nghe, tôi nói thật một câu, tôi vẫn không có được liên hệ gì nhiều cho lắm. Không biết lo sợ. Lão Hòa Thượng đã nói đúng tim đen, anh phải tin sâu nhân quả. Nói một cách khác, ngày nay tất cả những việc làm này là do quý vị không biết sợ mới làm như vậy. Biết sợ đâu quý vị còn làm chuyện này không? Nghĩ lại, đúng rồi, đã 55 tuổi rồi. Quý vị còn sống được 55 nữa không? Không được nữa. Đến tuổi của Lão Hòa Thượng, quý vị còn thiếu 30 năm. 30 năm, một năm 365 ngày là một dạng ngày. Sống một ngày là ít đi một ngày. Một dạng ngày có thành được không? Quý vị thành tựu được không? Quý vị không thành tựu được thì địa ngục này sẽ càng ngày càng chân thật. Đó chính là gia viên của quý vị Đó chính là nội dung cuộc sống của quý vị Quý vị không sợ chết sao Chết rồi là ghê gớm lắm Bây giờ bắt đầu có cảm giác này rồi Đặc biệt đáng mừng Thế giới này có cái gì hay ho đâu Qua 30 năm nữa Già cả ốm yếu Thân thể không ổn nữa Cái chết này là Quý vị coi Tục ngữ Trung Quốc chúng ta nói 70 không ép ở qua đêm 80 không ép ở ăn cơm có nghĩa là gì? Người 70 tuổi trong một buổi tối cũng có thể có chuyện. Người 80 tuổi ngay cả ăn cơm cũng không thể giữ họ lại. Từng giây từng phút ăn bữa cơm một tiếng đồng hồ, ngủ thì là 8 tiếng đồng hồ. Bây giờ quý vị 55 tuổi. Qua hết Tết là 56 tuổi. Đùng một cái đã là người 60 tuổi rồi. Có tin tức không? Có nắm chắc không? Quý vị trong cửa Phật dẫn đầu học tập văn hóa truyền thống trong doanh nghiệp thực hiện đệ tử quy. Quý vị mong điều gì? Thế nào đây? Kiếp sau có đến được nữa không? Chưa chắc. Đại sư Ấn Quang ngày đã nói kiếp sau làm người còn khó hơn đi Tây Phương. Đi Tây Phương bây giờ tôi còn không nắm chắc vậy làm người tôi càng không thể nắm chắc làm người là phải dựa vào tự lực đi tây phương là tự lực tha lực cho nên bây giờ thật sự là vui không nổi có rất nhiều người nói hồ tiểu lâm tôi cảm thấy sau khi ông học phật hình như không dễ gì phấn khích nữa không như trước đây hình như có vẻ rất thoải mái như vậy tức là lời đại sư ấn quang nói một chữ tự dán ngay trứng đáng lo không kịp nữa nếu quý vị nói ngày nay tôi 35, tôi sẽ cùng chơi với quý vị một chút. Chúng ta sống bừa mấy năm nữa, không phải lúc đó nữa rồi. Nay thế này, mai thế kia, người thải dê và người gấp rút lên đường, bây giờ không gặp chung lại được nữa. Tôi thật sự sốt ruột. Tôi nói với Lão Hòa Thượng, tôi nói Sư Phụ, chết rồi nhiều người trợ niệm, việc này thật là bi ai. Đúng, tốc độ tôi niệm Phật không giống tốc độ của quý vị. Quý vị trợ niệm thì nhanh, tôi niệm thì chậm. Tôi là người bệnh sắp chết, tôi lại không nói ra được. Tôi theo thiết tố của quý vị thì tôi theo không kịp. Lão Hòa Thượng nói, tốt nhất là anh vẫn phải lý được giấy phép trước. Biết trước thời gian, làm sao cho trong tâm nắm chắc. Tôi nhất định phải theo đuổi mục tiêu này. Trong túi có được quyển khổ chiếu này cho sớm. Tự tại biết mấy, muốn đi thì chúng ta liền đi muốn ở thì chúng ta liền ở bây giờ tôi chỉ có mục tiêu này tôi nhất định phải cho dù một tuần lễ trước khi ra đi tôi có được cái này tôi an tâm tôi không cần trợ niệm tự tôi giải quyết Chúng ta nào là lửa tam muội không nghĩ nữa, không thể được chúng ta cũng không có đức hạnh đó. Như thời giá nội đứng mà ra đi, chúng ta cũng không nghĩ nữa. Tôi có thể nào trước đó một tuần lễ, nói với Ai Di Đà Phật chúng ta hẹn một ngày, ngày nói cho con biết sớm một chút, con yên ổn vững dàng, con nên làm chuyện gì thì sẽ làm chuyện đó. Vì rất là thù thắng, bây giờ chỉ cầu việc này, cầu việc này. Cái tâm này vừa hiện ra, chúng tôi làm kinh doanh, tính mục tiêu rất mạnh. Tôi nhất định phải đạt được cảnh giới này. Đạt được cảnh giới này không có gì khác. Quý vị phải sửa lỗi Sửa lỗi sửa như thế nào cảm ơn Lỗi lầm lớn nhất của quý vị Quý vị không cảm ơn Cảm ơn chính là sửa lỗi Sửa lỗi chính là cảm ơn Cảm ơn ra sao Cảm thấy cường độ cảm ơn Cảm ơn không lớn Đều là Bồ Tát Thị Hiện Cô Giáo Lưu Phương ở Sơn Đông Các vị ngồi đây có thể cũng đều đã nghe nói về cô giáo này trong luận đàn ở Bảo Định của chúng tôi. Cô đã nói về công ty của cô đã thực hiện văn hóa truyền thống như thế nào? Tặng tình thương. Công ty cô làm gì? Thành lập một nhân viên. Bởi vì cô có một hệ thống diện tầm Mỹ hơn 50 diện. Còn nói dạo này sắp lên thị trường. Họ làm sao thành lập một ngân quỷ tình thương Nhân viên bỏ tiền ra Mọi người bỏ vô chung với nhau Nhân viên có khó khăn Sẽ dùng số tiền này để giúp đỡ Tôi và giám đốc Phòng nhân sự của mình Cùng nhau đến luận đàn ở Bảo Định Kể lại thì chuyện này Đã là hồi nào rồi Tháng 8 năm 2009 Một năm rồi tôi quay về tôi nói trương khôn chúng ta cũng phải làm một ngân quỹ tình thương này cô nói chủ tịch hồ thật là tốt quá tôi nói ngân quỹ tình thương này của chúng ta làm thế nào cô nói ông chắc chắn là chủ tịch ngân quỹ tôi nói việc này tôi cũng muốn làm chúng ta tùy theo sức mình mỗi tháng tôi bỏ ra hai dạng Nhưng viên như mọi người mười tệ cũng không chê ít một trăm tệ cũng không nói nhiều chúng ta cùng nhau làm một ngân quỹ tình thương có nghĩa là gì? Tôi nói cô lập ra một điều lệ Có nghĩa là thế này Chỉ cần là nhân viên Tôi nói phạm vi này phải rộng Chỉ cần là nhân viên đề xuất ra Thật sự khó khăn thông qua hội đồng xét duyệt Tôi nói phạm vi này không phải chỉ tính riêng nhân viên và người nhà nhân viên Cả bàn học của nhân viên Hàng xóm của nhân viên Chỉ cần là những người quen biết nhân viên của chúng ta trong nhà gặp phải khó khăn chúng ta xét duyệt rồi quả thật là bảo hiểm cũng không phụ trách chi phí bảo hiểm y tế cũng không phụ trách bảo hiểm phúc lợi bảo hiểm y tế cái gì cũng không lo cho ngân quỳ dựng lão cũng không lo cho chúng ta sẽ lo phạm vi phải lớn không thể chỉ nhìn vào nhân viên nhân viên thì càng không phải nói nữa đó có gì nữa đâu mà nói càng phải giúp đỡ tôi nói ngoài bảo hiểm và phúc lợi ra thì sẽ bao hết nói được. Lúc đó giám đốc trường của chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến lại. Cô cảm thấy quý vị coi lại có thêm một chuyện đi là điều mà cô nói với tôi. Tôi nói chúng ta phải thực hiện sự giáo dục của thánh hiện nhân để nhân viên được sống trong biển cả của tình thương để nhân viên biết rằng ông chủ của công ty là thật tình thương yêu họ để cho họ có tính tâm đối với văn hóa truyền thống ông chủ là y báo của nhân viên nếu như nhân viên là chánh báo thì tôi chính là y báo y báo chuyện theo chánh báo nếu như nhân viên dưới sự bồi dưỡng của ngân quỷ tình thương họ biết phải cảm ơn biết khôi phục lại tình thương quý vị nói chánh báo cho tôi không tốt được sao Tôi còn phải đi khám sức khỏe nữa không? Tôi còn phải đi rèn luyện sức khỏe nữa không? Đức Phật đâu có nói khám sức khỏe sẽ được khỏe mạnh. Cũng đâu có nói uống vitamin, thực phẩm dinh dưỡng thì sẽ được khỏe mạnh đâu. Ngài nói, vô úy bố thí được quả báo khỏe mạnh. Nhân viên ở cùng với tôi được sống trong đại dương của tình thương, được sống trong một bầu không khí gia đình ấm cúng như vậy. Không có lo âu, không có nỗi lo gì sao? Họ kính tính tâm đối với ông chủ, Họ tốt lên rồi Ở công ty làm việc kiếm tiền Họ xa suốt rồi Công ty bao hết Quý vị nói họ không lo âu biết mấy Nó chẳng phải là vô ý bố thí sao Vô ý bố thí Cho nên ông chủ thân thể khỏe mạnh Hôm nay tôi ghi hình Những người bạn trong phòng ghi hình của chúng ta nói Họ nói chủ tịch Hồ Ông không thể mặc cái áo quá trắng Bởi vì sắc mặt của ông khá là hồng hào Tương phản với chiếc áo màu trắng này quá lớn Chỉnh màu không dễ Cho nên ông đi thay một chiếc áo tương phản màu ít một chút nhé Có khi nào sắc mặt tôi tốt như thế này đâu Không có Cũng không phải giống như người nghiện thuốc viện Nhưng cũng đã khá vậy U tu quỷ thần chứng minh Minh tu lương bằng đệ đỉnh Bạn bè nhắc dở rồi ông phải đi thay áo Bởi vì sắc mặt của ông quá là hồng hào sắc mặt rất tốt chẳng phải là y đó sao mạnh khỏe trước đây chưa bao giờ có người nói với tôi sắc mặt tôi tốt chỉ có thời gian gần đây chủ tình hồ dạo này ông sao vậy đi đến gôn rồi hả không có với nắng rồi hả không có sao sắc mặt ông tốt thế này có phải là nhẹ nhõm ngủ cho nhiều không không có một ngày chỉ ngủ 5 tiếng đồng hồ 5 tiếng đồng hồ 12 giờ đi ngủ Đến 3 giờ tỉnh dậy một chút đi toilet Đến 5 giờ đã thức dậy rồi Sau khi thức dậy thì nằm trên giường niệm Phật Nằm dán các tường niệm mãi cho đến 6 giờ rưỡi Rửa mặt thu dọn xong là đi Buổi trưa lại ngủ 40 phút Có việc thì không ngủ nữa Quý vị coi trưa hôm nay không có ngủ phải không Chỉ 5 tiếng đồng hồ Chưa từng có Trước đây chưa từng có Không hay không biết Buổi tối cũng không muốn ăn Ăn cũng được không ăn cũng được Tức là không có dục vọng ăn uống đó. Cho nên, tôi đã nói với giám đốc trương khôn phòng nhân sự, tôi nói chúng ta phải thành lập ngân quỹ tình thương. Tôi nói bắt đầu từ bây giờ. Sau này, không cho phép cô đặng trong phòng làm việc của tôi mấy tờ thông báo sai sót của phòng hành chính nhân sự nữa. Bây giờ quản lý doanh nghiệp nào là cảnh cáo bằng lời cảnh cáo bằng văn bản để xuất phê bình xử lý phạt tiền nào là chuyện này chuyện kia để người khác quẹt thẻ giúp khạc nhổ bừa bãi phá hoại của chung toàn là mấy chuyện này phạt sau đây ai phạt bao nhiêu hai người cùng nhau phạm phải một lỗi lầm giống nhau thì phải phạt như thế nào tôi nói sau này tôi sẽ không ký mấy chuyện này nữa tôi chỉ ký đơn cấp phát của ngân quỹ tình thương tôi nói ngày nay chúng ta đã giao hẹn rồi bắt đầu từ ngày hôm nay mỗi ngày đi làm tôi đều sẽ đến tìm cô cô ấy nói chủ tịch hồ ông không đến tìm tôi đã lâu lắm rồi vào phòng là thấy ông khấu đầu thắp hương tụng kinh tôi nói không được bắt đầu từ bây giờ coi bộ phần nào đến tìm tôi Tôi phải đến nói chuyện với cô trước Cô nói, nói chuyện gì? Tôi nói, tới lúc đó cô sẽ biết thôi Ngân quỹ tình thương vừa thành lập hàng ngày buổi sáng tôi vừa mới đi làm Tôi nói, Trương Khôn, tới chỗ tôi một chút Chào chủ tình hồ, có chuyện gì sao? Nhân viên có khó khăn gì không? Không có, điều rất là tốt Điều rất tốt phải không? Tôi nói, cô nương à Nếu như tôi phát hiện nhân viên có khó khăn thì nói sao đây? Tôi sẽ giết giấy phạt cho cô đó Người ta nói, Hồ Tiểu Lâm, ông học Phật rồi, bận không, bận, hơn 100 nhân viên. Tất cả các bộ phận đi một vòng phải mất hai ngày. Kéo nhân viên tới nói chuyện, nhân viên nào không ổn, quý vị muốn hỏi ra khó khăn của nhân viên. Quý vị không cho họ 15 phút nói chuyện có được không? Cha anh như thế nào? Anh của anh như thế nào? Mẹ anh như thế nào? Hàng xóm như thế nào? Anh họ chị họ như thế nào? Quý vị phải hỏi, hỏi mãi, hỏi mãi thì sẽ xuất hiện. Xuất hiện thì tôi không xa cho giám đốc này, Tôi nói đùa vậy thôi. Tôi nói trương không tới đây một chút, tôi nói tôi lại phát hiện cái bom nằm ở đâu rồi. Cô nói, có nghĩa là sao? Tôi đã phát hiện nhưng như viên có khó khăn rồi. Cô thì không phát hiện. Chủ tịch Hồ còn có rất nhiều việc khác thật ra mà nói ngân quỹ tình thương này bây giờ đã biến thành công việc chủ yếu của phòng hành chính nhân sự rồi trong một ngày tôi còn có những công việc khác mua đồ dùng trong văn phòng những việc đó nào là sửa sang phòng ốc nào là phí quản lý tòa lầu nào là đi họp ở cục lao động nào là công bố luật lao động mới đó đều là việc thứ yếu quan trọng tôi nói công việc cô nói chẳng phải ông nói rồi sao công việc chia thành bốn cấp cấp thứ nhất tức là việc quan trọng mà lại khẩn cấp cấp thứ hai quan trọng nhưng không cấp cấp thứ ba không quan trọng nhưng lại là việc gấp cấp thứ tư không quan trọng cũng không khẩn cấp chẳng phải ông luôn nói việc quan trọng và khẩn cấp tôi là giám đốc bộ phận thì phải nắm trong tay tôi nói điều này không sai sai ở chỗ việc quan trọng và khẩn cấp không phải là những việc như trước đây nữa quan trọng và khẩn cấp chính là việc cấp phát của ngân quỹ tình thương cô nói ông thay đổi rồi tôi nói thay đổi rồi Cô nói, dũng dĩ những việc quan trọng và khẩn cấp trước đây thì giao cho ai? Tôi nói, giao cho nhân viên phục vụ tiếp tân. Ở quầy tiếp tân là anh ấy. Dũng dĩ những việc quan trọng và khẩn cấp bây giờ đã biến thành việc không quan trọng và không khẩn cấp nữa. Cô không cần đích thân nắm lấy. Cô giao cho người khác làm. Tôi giao cho cô tình thương này quan trọng và khẩn cấp. Cô nói, vậy có được không? Những việc này họ cũng không có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm thì cô dạy họ, đúng không? Chỉ cần cô có tình thương, tình thương khởi tác dụng, trí huệ sẽ xuất hiện. Cô nhất định sẽ giải tốt cấp dưới. Đem những công việc không quan trọng và cũng không khẩn cấp này chuyển lại cho người khác. Cô cùng với tôi đi làm những việc quan trọng và khẩn cấp này. Cô nói, Chủ tịch Hồ, sự chuyển biến này quá lớn. Chúng tôi là những giám đốc chuyên nghiệp trước giờ chưa từng gặp phải. Cái gì mà quan trọng và khẩn cấp đã biến thành ngân quỹ tình thương. Tôi nói, cô cùng với tôi giác ngộ nha. Tôi nói, Chúng ta cùng nhau tiến bộ trong Phật Pháp đã nói y báo chuyện theo chánh báo. Chúng ta tốt rồi, chúng ta là chánh báo, nhân viên là y báo, nhân viên sẽ tốt. Nhân viên là chánh báo, đến lúc đó chúng ta chính là y báo. Chính phụ tương trợ. Cô coi, tu hoa nghiêm áo chỉ, vô tận. Khi họ là chủ thì tôi là phụ, khi tôi là chủ thì họ là phụ. Chủ, chủ phụ là một, chủ phụ không hai. Tôi nói Cô phải xây dựng trên cơ sở Nhận thức về Phật Pháp Công việc này sẽ làm tốt được Chăm sóc cho các dân viên Chính là chăm sóc giám đốc bộ phận này là cô Chính là chăm sóc tôi Nếu cô thực sự muốn tốt với tôi Tôi nói cô cảm ơn tôi đối với cô thế nào Cô nói ông đối với tôi tốt vô cùng Từ gia đình đến cuộc sống Từ chuyện con cái bị bệnh đến chuyện chồng tôi tìm việc Không nói nữa, Chủ tình Hồ đối với tôi quá tốt Tôi nói tôi đối với cô tốt phải không Cô thay mặt tôi tiếp tục đem tình thương này Chuyển tại xuống dưới chuyển tải cho tất cả nhân viên cho nên ở đây tôi có một thông báo của phòng hành chính nhân sự bây giờ tôi đọc cho mọi người nghe một chút tức là về sự việc thành lập ngân quỹ hỗ trợ tình thương này phòng hành chính nhân sự thông báo gửi đến toàn thể nhân viên chủ đề liên quan đến tin vui về việc công ty đã chính thức sử dụng ngân quỹ hỗ trợ tình thương Công ty của chúng ta vào tháng 9 năm 2009, tháng 8 đã đi họp ở Bảo Định. Đã thành lập ngân quỹ hỗ trợ tình thương trong khoảng thời gian chưa đầy 2 tháng này. Các quỹ viên của hội quản lý ngân quỹ hỗ trợ tình thương của chúng ta mỗi ngày đều đang tìm kiếm những người và gì cần được giúp đỡ xung quanh chúng ta. Lãnh đạo công ty cũng đã nhiều lần quan tâm thăm hỏi chúng ta, bảo chúng ta dùng tâm chân thành để phát hiện bệnh khổ của nhân viên bảo chúng ta dùng tình thương để giúp đỡ họ. Hiện tại, chúng tôi vui mừng thông báo với mọi người, ngân quỹ hỗ trợ tình thương của chúng ta đã chính thức được sử dụng. Nhân viên vệ sinh trong công ty Người quét dọn vệ sinh, nhân viên vệ sinh do công ty vệ sinh, sinh cử đến cho chúng tôi không phải người được bảo hiểm phúc lợi của công ty cũng không phải nhân viên công tác của công ty. Tiếng Anh nói là không nằm trong payroll của tôi không nhận bảo hiểm từ tôi. Chúng tôi đã bỏ tiền ra cho công ty vệ sinh, họ cử người đến cho chúng tôi. Nhân viên vệ sinh của công ty là dì Văn Bích Tú, vì cuối tháng 10 năm 2009 bị bệnh. Phí kiểm tra, phí phẫu thuật, phí thuốc men, tổng cộng đã dùng hơn 1.800 tệ. Tháng 11 còn phải đi tái khám. Thu nhập của dì Văn và chồng mình mỗi tháng sau khi đã chi tiêu trong nhà và chi trả học phí cho con cái thì chẳng còn bao nhiêu. Tình trạng sức khỏe của dì Văn không tốt, thu nhập gia đình lại không cao. Trong thời gian dì Văn bị bệnh, chúng ta đã đến nhà thăm hỏi dì. Chỗ này tôi phải thêm một câu. Dì này, chúng tôi có thể hoàn toàn không quản tới. Dì ấy bị bệnh thì lui về, họ tự đến một người khác, cũng giống như thuê xe vậy. Cái xe này của quý vị có vấn đề, chúng tôi sẽ trả lại cho công ty cho thuê xe của quý vị. Quý vị lại đưa một chiếc xe tốt tới. Chúng tôi trả tiền rồi. Dì Văn đó, dì lo sợ sẽ đến mất công việc này, vẫn luôn dùng tay ôm lấy bụng mình. Đã một tuần lễ rồi, mồ hôi nhảy nhại sắc mặt nhợt nhạt. Ngay cả tôi cũng nhìn thấy. Quý vị nghĩ tòa lầu văn phòng hơn 800 mét vuông đó của chúng tôi. Vì làm không nổi, không làm nổi cũng không dám nói, bởi vì hãy nói ra là đã về. Họ sẽ không có bảo hiểm. Vậy là xong rồi. Ai khám bệnh cho gì? Bởi vậy dì cứ gắn gượng ngồi ở trong phòng pha trạc của công ty bởi vì dì quá là đau đã bị giám đốc trương của chúng tôi phát hiện. Giám đốc trương sau việc đó ở đây không có giết. Sau việc đó cô nói với tôi, việc này nếu là trước đây sẽ gọi điện thoại cho công ty vệ sinh. Người của các anh bệnh rồi, các anh đổi người khác tới đây. Hơn nữa còn phải phàn nàn, anh coi các anh luôn cự đến cho chúng tôi những người sức khỏe không tốt. Những người mạnh khỏe sao các anh không đưa đến cho chúng tôi? Công ty chúng tôi một năm đã dùng của các anh nhiều như vậy. Khách hàng lâu dài mười mấy năm rồi, các anh sao lại đối xử với chúng tôi thế này? Còn quán trách người ta, Đem gánh nặng trả lại công ty người ta Trả lại cho công ty này Đều là những người tình lẻ là nông dân Họ sẽ thất nghiệp cho nên gì dân không dám làm vậy Cứ gắn gượng đáng thương biết mấy Cho nên quý vị hỏi tôi Tâm từ bi này làm sao xuất hiện Tức là sau khi đã thành lập ngân quỷ tình thương Tâm ý này đã bắt đầu nhu nhuyễn Bởi vì hàng ngày tôi phải chọn ra ai có khó khăn Tôi mới biết con người tôi vẫn còn được Nghe chút chuyện này cũng dễ bị chảy nước mắt Nếu còn biết tội nghiệp người ta cứu được Tôi đã có tính tâm. Tiểu tử tôi đây biết tình biết nghĩa, tôi biết người ta cần sự giúp đỡ. Không ác tới mức độ đó. Được trì hoãn. Ít ra được trì hoãn, thi hành án tử hình hai năm. Đúng không? Trương Khôn đã nói, vì văn tình hình sức khỏe của vị không tốt, thu nhập lại không cao. Trong thời gian vị văn bị bệnh, chúng tôi có đến nhà thăm hỏi gì Lúc đó vị không cho đi thăm, tôi không bị bệnh. Giám đốc trường nói không được gì về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay chúng tôi sẽ tìm một người quét dọn vệ sinh khác đến để thay thế cho gì. Dì nói giám đốc trương vì trên nước mắt gì nói tôi không sao, tôi chịu đựng được tôi uống chút nước đóng là sẽ đỡ chỉ một thoáng thôi. Giám đốc trường nói cháu không cho gì nghỉ việc. Cháu sẽ gọi một người khác từ công ty gì tới đây Nói là công ty có việc gì đó Cần dọn dẹp vệ sinh, tổng vệ sinh Cần tăng thêm một người nữa Vì về nhà dưỡng bệnh, khám bệnh Công ty bây giờ đã có ngân quỹ tình thương rồi Vị văn đó có tin được không? Phía trước chính người đều đã gạt gì Đến người thứ 10 nói sự thật cái gì không làm nữa Giám đốc trường niệm khuyên gì gì yên tâm Trương Khôn cháu ở đây Đây là ý của chủ tịch Hồ Về nhà rồi Sau khi về nhà Ngày hôm sau Trương Khôn đã tới nhà gì thăm hỏi Sau khi vừa nhìn thấy nước mắt của Trương Khôn đã rớt xuống Thật quá đáng thương Quý vị không biết gì sống trong điều kiện như vậy Trương Khôn đã được độ rồi trương khôn trước đây đây là việc của chủ tịch hồ không làm không được đợi sau khi cô thật sự thâm nhập vào cuộc sống người nghèo khổ rồi cô mới biết rằng xã hội này là như thế đấy thì ra có nhiều người cần đến sự quan tâm giúp đỡ của chúng ta như vậy chúng ta quá vô cảm bên cạnh chúng ta còn có nhiều nơi cần chúng ta làm quán thế âm bồ tát như vậy chúng ta đánh mất cơ hội tu công đức tu phước đức lần này cho nên cô nói, trong thời gian dì Văn bị bệnh, tôi đến nhà dì thăm hỏi dì. Cả nhà của dì Văn sinh sống trong một gian nhà trệt chỉ có mười mấy mét vuông. Nhà trệt, đó là lúc nào? Ngày 11 tháng 11. Mặc dù thời tiết đã vô cùng giá lạnh, mùa đông năm 2009, Bắc Kinh, đừng có đùa, là lúc lạnh nhất. Nhưng trên giường chỉ có một tấm chăn mỏng, Giám đốc trường nói cô viết đến chỗ này thì nước mắt cô cũng rớt xuống, cũng không có thiết bị sưởi ấm. Trong nhà trên căn bản là không có đồ điện gì hết. Chỗ học của Bồ Tát, cô đi làm gì rồi? 53 lần tham vấn. Đi tham học rồi, đến nhà người ta. Do vì bị bệnh mà sản sinh chi phí phẫu thuật khiến cho cuộc sống vốn gì đã không giàu có, nay là càng khó khăn hơn. Nên công ty đã trợ giúp dì Văn Bích Tú 2.000 tệ chẳng. Xin chị ban hãy an tâm dưỡng bệnh, điều dưỡng sức khỏe cho tốt, sau khi lành bệnh lại tiếp tục làm việc. Hơn hai năm học tập văn hóa truyền thống trong tâm của mỗi nhân viên đều đã gieo xuống hạt giống của tình thương giữa các nhân viên đã xây dựng được một nhịp cầu tình thương. Là cây gậy tiếp lực tình thương giữa các nhân viên, một chút tình thương của mỗi một nhân viên đều sẽ biến thành một tia ánh sáng, tập hợp thành một suối nguồn dịu ngọt đem đến sức mạnh vô hạn cho những người cần sự giúp đỡ. Ký tên Chủ tịch Hồ Tiểu Lâm, Hội Quản lý Ngân Quỹ Hỗ trợ Tình Thương ngày 11 tháng 11 năm 2009. Quý vị coi, đã chính thức sử dụng. Sau khi đã sử dụng xong, bệnh đã trị xong, đã làm phẫu thuật, Vì văn này đã viết thế nào? Vì phải viết một báo cáo Vì nói Xin chào các vị lãnh đạo Tôi là một nhân viên phổ thông trong công ty Vì có khó khăn đặc biệt xin công ty cứu trợ Vì cuối tháng 10 năm 2009 Sanh bệnh Phí kiểm tra phí phẫu thuật Phí thuốc men nhân dân tổng cộng dùng hết hơn 1.800 tỷ Đây đều là bản báo cáo Giám đốc trường đã viết dùm cho gì Tháng 11 còn phải tiếp tục tái khám Đây còn phải tốn hơn 2.000 tỷ Công ty đó có gì không lo Tại sao công ty không lo Chưa học Phật Không biết đó gọi là bố thí Ông chủ này không có trí huệ Nhà tôi thu nhập không cao có hai đứa con Trong đó con trai nhỏ còn đang học mẫu giáo Thu nhập của tôi và chồng tôi Mỗi tháng sau khi chi tiêu trong nhà Và chi trả học phí cho con Không còn được bao nhiêu Tôi hy vọng được lãnh đạo giúp đỡ trong công ty Tôi nhất định sẽ cố gắng nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo Cố gắng làm việc Để báo đáp sự quan tâm của lãnh đạo dành cho tôi Xin cảm ơn Văn Bích Tú Ngân quỷ tình thương đã được sử dụng Sau khi sử dụng Trương Khôn nói với tôi sự việc này đã khóc đến mấy lần cô cảm thấy là quá muộn giác ngộ rồi tôi suốt ngày ở trong phòng làm việc dạng phật pháp cho cô dạng liệu phạm tư hứng dạng tu phước không có động lực sau khi tặng bánh trung thu xong liền bắt tay vào việc này lúc tặng bánh trung thu còn khóc vì con gái mà tu phước Người khác mắng tôi tiêu tai Tập trước tôi có nói với mọi người rồi Người vô tội mà mang danh xấu Con cháu sẽ luôn phát đạt Đến tháng 11 thì cảm thấy thật quá đáng thương Xung quanh mình tại sao còn có những nhân viên tội nghiệp như vậy Mình tắc trách rồi Đây mới là công việc chủ yếu của phòng hành chính nhân sự Chủ tịch Hồ nói không sai Rồi đến dịp Tết âm lịch Tức là tặng cam của nông dân thôn tam tiêu làng tam tiêu ở giang tây thì đã chuyển biến triệt để cảm thấy một đời này của tôi bây giờ tôi đã không nghĩ đến cái gì mà tu phước cho con cái cái gì mà tu phước cho chồng tu phước cho gia đình nữa tôi chỉ cảm thấy đây là việc tôi phải nên làm một đời này của tôi tôi cảm thấy đây là công việc tôi phải nên làm nhất giám đốc phòng hành chính nhân sự đã chuyển đổi bắt chước một câu nói cử miệng của lão hòa thượng là có ghê gớm không nhân viên do cô quản Cô là chánh báo, nhân viên là y báo, y báo chuyển theo chánh báo. Cương vị này quá là quan trọng. Lúc mới bắt đầu tôi không nghĩ là cô sẽ chuyển biến. Tôi cũng không biết là trên thực tế cô chưa chuyển biến. Đối với những thứ này cô không chấp nhận. Quý vị coi thông qua việc tặng bánh trung thu bị mắng, chảy nước mắt, hiểu rõ về tu phước tiêu tai tích đức cho con gái. Vì sự phát đạt về sau của con gái, Lúc đó tôi nói, sau này là bộ trưởng thi đậu Harvard, không có gì khác, chính là do bị mắng mà ra. Cô bị mắng con gái cô được nhờ. Cô liền tâm bình khí hòa. Đến bây giờ chuyện của dị văn, cô đã rớt nước mắt. Rồi đến dịp Tết thôn Tam Tiêu làng Tam Tiêu, khi bản thân mình ở nhà ăn hát gạo nóng hổi, cho đến ở phương trời xa xôi, 13.101 người của thôn Tam Tiêu làng Tam Tiêu, ở nơi xa xôi ngàn dặm, 3.209 hộ nông dân ngày nay cũng có thể an ổn yên tâm mà hưởng ngày Tết. Tập trước tôi đã nói với mọi người rồi. Đã thu phục cô triệt để. Đây là sao? Có phi bình không? Không phê bình. Có giáo dục không? Không có. Có cưỡng bách yêu cầu không? Cũng không có. Tôi kéo cô cùng nhau làm. Đã chuyển hóa. Đã cảm hóa sự chuyển hóa của giám đốc trương đối với tôi là một sự cổ vũ rất lớn tôi cảm thấy con người thật sự thay đổi được cảm hóa là một sự việc có sức hấp dẫn như vậy cảm hóa là một việc theo gió hòa vào đêm âm thầm tưới tẩm vàng vật một cách không hay không biết như vậy mà sinh ra sự thay đổi lớn như thế con người có thể giáo dục tốt được và trong sự giáo dục tốt trong liệu phạm thư huấn có nói điều thiện thứ nhất trong 10 điều thiện vì người chính là cùng người làm thiện cùng với người ta giúp đỡ họ làm việc thiện một cách không hay không biết mà chuyển hóa họ sự chuyển hóa của giám đốc trương rất đáng mừng rất hỷ lạc 13 cán bộ trung cấp của tôi giám đốc trương là người đầu tiên chuyển biến ngân quỹ tình thương này cho đến hiện nay hình như đã sử dụng được 15, 16 lần tổng số tiền đã lên tới mười mấy dạng Còn Có một việc nữa Cũng là câu chuyện về phương diện Ngân quỷ tình thương này Tuy là cái tôi nhận được do vị băng viết ra Do phụ huynh của nhân viên viết ra Ở đây Tôi kể cho mọi người Nghe một câu chuyện có thật Tức là Đức Phật nói Tứ nhiếp Pháp Để tiếp dẫn chúng sanh đây là mẹ chồng của một nhân viên trong công ty chúng tôi đã gửi cho tôi một tin nhắn như thế này. Thông báo phòng hành chính nhân sự đây là chuyện thứ hai của ngân quỹ tình thương. Kính gửi toàn thể nhân viên đang trên trang web công ty để mọi người đều có thể xem. Được giáo dục Biết là ông chủ nhân viên một lần cảm thấy ông chủ này có phải là mua danh trục lợi hay không? Chúng ta phải kiên trì làm để nhân viên thực sự có tính tâm. Hồ Tiểu Lâm là lấy những thứ này ra làm thật. Thực sự là có tiền đều dùng vào chỗ này. Hơn nữa, ông ấy không keo kiệt chút nào. Tôi đã viết một bức thư cho toàn thể nhân viên. Sau khi tôi nhận được tin nhắn này của bà cụ, tôi nói, kính gợi toàn thể nhân viên công ty. Hôm qua, tôi nhận được nhân viên công ty. Đây không phải người bên ngoài. Đây là người trong nội bộ công ty. Mẹ chồng của Trương Nhật đã nhắn tin cho tôi Bây giờ đem tin nhắn này gửi cho mọi người Hy vọng sẽ đọc nghiêm túc Bận rộn việc gì? Chỉ bận rộn việc này Tôi rất ít khi tự mình viết văn bản Văn bản này là do tôi tự viết Nội dung tin nhắn như sau Xin chào Hồ Tiên Sinh Tôi là mẹ chồng của nhân viên Trương Nhật của quý công ty Xin tha thứ cho việc tôi mà mùi gửi cho ông tin nhắn này Bởi vì nhân viên của ông thực sự đã khiến cho tôi quá cảm động vào tuần trước lưng của tôi bị trật một chút dẫn đến xương cột sống bị lệch đây là một căn bệnh cũ mãi đến thứ ba tuần này đau đến nỗi thật sự không thức dậy nổi nên bảo trương nhật xin nghỉ phép để cùng tôi đi khám bệnh giám đốc phòng nhân sự của ông sau khi biết được đã gọi điện đến quan tâm đã hỏi thăm bệnh tình của tôi khi biết được căn bệnh cũ này của tôi cần phải xoa bóp trị liệu lâu dài còn có ý tốt giúp tôi giới thiệu một vị bác sĩ cát xoa bóp massage của khoa sư. Lại còn nhiệt tình giúp tôi liên hệ thời gian để đi xoa bóp. Tôi đem theo hình ảnh đã chụp với một thái độ thử xem thế nào để đến chỗ của bác sĩ Cát khám một chút. Khi qua đó, ngay cả nhấc chân lên một chút cũng rất là khó khăn. Nhưng bác sĩ Cát chỉ giúp tôi xoa bóp 10 phút thì đã nhấc chân lên được. Lưng cũng không bị đau như trước đây nữa. Trong xã hội này hiện nay, quan hệ giữa con người đều rất lạnh nhạt tôi thật sự không ngờ rằng giám đốc phòng nhân sự của ông là nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi như vậy vốn dĩ muốn mua chút quà tặng cô ấy để thể hiện sự biết ơn nhưng cô ấy kiên quyết không nhận trong điện thoại cô ấy nói với tôi mỗi một nhân viên của công ty chúng cháu đều sẽ làm như vậy hết rất tốt là đệ tử quy đã dạy cho chúng cháu những đạo lý làm người cô không chuyển biến thì cô có nói bừa trong điện thoại như vậy không tôi nghe xong thì trong lòng rất ấm áp rất cảm động nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cô ấy cho nên đã mà mùi gửi tin nhắn này đến cho ông mặc dù tôi không hiểu lắm về đệ tử quy bà cụ một trăm năm không có sự giáo dục này những nhân viên ông đã bồi dưỡng đều xuất sắc như vậy con cái của chúng tôi làm việc ở công ty ông chúng tôi đều rất an tâm xin cảm ơn ông một cụ già bị cảm động bởi nhân viên của ông và được giáo dục bởi đệ tử quy đã hạ bút như vậy tôi ở phía sau đã viết một đoạn như thế này tôi cùng toàn thể nhân viên công ty đều thể hiện sự cảm tạ đối với mẹ chồng trương nhật cảm ơn bà cụ đối với việc giáo dục của chúng tôi đã kích lệ và sách tấn. Thật ra chúng tôi vẫn làm rất chưa đầy đủ, đặc biệt là tôi làm rất không đủ. Tôi phải nên tiếp tục cố gắng cải tạo bản thân, phục vụ cho mọi người, tỏ thái độ. Y báo chuyển theo chánh báo, Hồ Tiểu Lâm không thay đổi thì nhân viên không đổi được, trung cấp không đổi được. Tôi cùng toàn thể nhân viên công ty thể hiện sự cảm tạ đối với giám đốc Trương Khôn. Vì cô ấy đã dùng một đôi mắt biết thương yêu Đã phát hiện ra bệnh khổ và khó khăn của nhân viên Từ dì văn làm dọn dẹp vệ sinh Đến mẹ chồng của nhân viên bình thường trương nhật Cô ấy khiến cho chúng tôi cảm động Cô ấy là tấm gương của chúng ta Đặc biệt là tấm gương của tôi Chúng ta phải học tập theo giám đốc trương khôn Học tập tình thương của cô ấy Học tập trí huệ của cô ấy Thấy người thiện liền học theo Dù kém xa, cố theo kịp Tôi kêu gọi toàn thể nhân viên công ty, đặc biệt là người phụ trách các bộ phận trong công ty, phải quan tâm tới bệnh tật của các đồng nghiệp xung quanh, tích cực chủ động phản ánh với công ty bệnh khổ của nhân viên, để chúng ta cùng nhau giải quyết những bệnh khổ này. Xây dựng công ty trở thành một đại gia đình ấm áp của chung cho tất cả mọi người. Ở trong một đại gia đình này không còn cái gì khác ngoài tình thương. Cảm ơn mọi người. Mạc học thường hổ thẹn Hồ Tiểu Lâm kính trình ngày 10 tháng 12 năm 2009 đăng trên trang web của công ty mẹ chồng của trương nhật sau khi điều trị một lần thì không trị nữa tại sao bà cụ cảm động là gì đã giúp liên lạc bệnh viện cụ đã cảm động rồi bởi vì cụ là nhân viên nghỉ việc Bảo hiểm của cụ không thể thanh toán tiền xoa bóp. Xoa bóp trị liệu không được đưa vào. Phạm Di có thể thanh toán phí bảo hiểm của cụ. Lúc này, chúng tôi liền sử dụng ngân quỹ tình thương. Một lần 40 tệ, một điều trình gồm 12 lần. Vậy là 480 tệ. Hai điều trình mới khỏi được 1.000 tệ. Cho nên, người thứ hai phòng hành chính nhân sự thông báo chính là liên quan tới mẹ chồng của Trương Nhật. Chúng tôi cho tiền giúp cụ chữa bệnh. Đây cũng là bài tôi viết, thực ra không phải do tôi viết. Đều là giám đốc Trương Khôn giúp tôi viết ra. Gửi đến toàn thể nhân viên, quý vị coi phía trên là ngày 9 tháng 12. Ở đây là ngày 11 tháng 12, bổ sung hai ngày. Làm thì không thể đợi tại sao cụ không đi chữa trị nữa không đi chữa trị thì tôi sốt ruột việc này còn sốt ruột hơn việc không ký được hợp đồng tại sao bà cụ không chữa trị nữa bởi vì không có tiền không có tiền chúng ta có tiền bà cụ nói đừng gây thêm phiền phức cho người ta sao dùng tiền của người khác trị bệnh được thôi khỏi đi vậy là được rồi tâm ý của ông chủ tôi nhận rồi tôi nói không được việc này trương khôn cô nhất định phải làm tốt cho tôi cô làm cho tới nơi nhất định phải đem số tiền này đưa cho bà cụ để cụ thật sự chữa cho khỏi căn bệnh đó cho nên ngày 11 tháng 12 đã viết gửi tới toàn thể nhân viên liên quan tới tin vui về việc công ty sử dụng ngân quỹ hỗ trợ tình thương. Công ty chúng ta vào tháng 11 năm 2009 đã chính thức sử dụng số tiền đầu tiên của ngân quỹ hỗ trợ tình thương trong khoảng thời gian cho tới một tháng này. Các quỹ viên của hội quản lý ngân quỹ hỗ trợ tình thương của chúng ta không phải riêng cá nhân tôi, bình dưới chúng tôi có một hội quỹ viên dùng đôi mắt tràn đầy tình thương và trí huệ của họ là nhìn thấy một người đang chờ đợi sự giúp đỡ của chúng ta Quý vị coi, giám đốc Trương Khôn giết bà Giang để Cảm Động biết mấy. Ngày 8 tháng 12 năm 2009, các quỹ viên của Hội Quản lý Ngân Quỹ Hỗ trợ Tình Thức của Công ty chúng ta đã tìm hiểu được mẹ chồng của nhân viên Trương dẫn phòng tài liệu do vì tuổi già lao lực khiến xương sống bị tổn hại, xương cột sống bị lệch đã không thể nào đi lại được. Các quỹ viên của chúng ta đã tranh thủ giúp đỡ liên lạc bác sĩ xoa Bóp Bát giúp đỡ bà cụ tích cực trị liệu. Trong mấy lần trị liệu đó, bà cụ đã hồi phục rất tốt. Các quỹ viên của chúng ta đều vô cùng vui mừng. Vì bà cũng có thể hồi phục tốt như vậy Nhưng từ chỗ bác sĩ xoa bóp đó Chúng ta lại tìm hiểu được Quý vị coi rất có trách nhiệm trường khôn Cô đã gọi điện thoại đến chỗ bác sĩ xoa bóp Tìm hiểu được bà cụ hai ngày gần đây không đi trị liệu Các quỹ viên của chúng ta Đã mau chóng gọi điện thoại cho bà cụ để tìm hiểu tình hình Mới biết được Thì ra là bởi vì mỗi lần cần phí trị liệu mấy trăm tệ Lại khiến già cụ gặp khó khăn Bà cụ đã nghỉ hưu rồi Mỗi tháng hai vợ chồng già chỉ có thu nhập chưa tới một ngàn tệ Bà cụ chi trả thì thật sự khá là khó khăn Các quỹ viên của chúng ta đã lập tức Nghĩ tới ngân quỹ hỗ trợ tình thương của chúng ta Đúng vậy, ngân quỹ của chúng ta Không phải chỉ cung cấp sự giúp đỡ cho nhân viên của chúng ta Đối mặt với người nhà của nhân viên chúng ta Cũng phải cung cấp sự giúp đỡ như vậy Phàm là người Đều phải thương Quý vị coi, để tự quy trước triệt để vẽ rộng điểm mắt câu nói này. Cho nên, chúng ta đã nói với bà cụ để cụ yên tâm trị liệu. Chi phí trị liệu cho ngân quỹ hỗ trợ tình thương của công ty chúng ta chi trả. Bà cụ vô cùng cảm động, cùng cảm ơn các quỹ viên của chúng ta, cảm ơn lãnh đạo của chúng ta, càng cảm ơn đệ tử quy đã giáo dục chúng ta tốt đẹp. Chủ tịch Hồ Tiểu Lâm, hội quỹ viên quản lý ngân quỹ hỗ trợ tình thương, nhân viên này là một nhân viên phổ thông làm việc ở công ty chúng tôi đã 5 năm không phải trụ cột cũng không phải nhân vật then chốt chúng tôi đã giải quyết cho nhân viên này ngân quỷ tình thương đã khởi động tiền đã dùng ra ngoài thật ra mỗi tháng tôi có nói với giám đốc trương khôn Tôi nói mỗi tháng tôi bỏ ra hai dạng. Bỏ ra một dạng cũng được, bỏ ra hai dạng cũng được. Tôi nói trên thực tế, tôi nói chúng ta phải thành lập một ngân quỹ như vậy. Tôi nói cô nhất định đừng ăn xem nội, ngồi xem hướng. Cô nói trong túi mình bây giờ ngân quỹ tình thương chỉ có 10 dạng. Bên kia cần tới 15 dạng. Chúng ta không quản nữa, tôi nói không phải là ý như vậy. Tôi nói chúng ta có lớp vỏ ngân quỹ tình thương. Cần bao nhiêu tiền cô đừng có coi tài khoản của cô, cô coi tài khoản của tôi. Cần bao nhiêu tôi gánh hết. Tôi nói cô có hiểu rõ ý này không? Cô nói tôi hiểu rõ ý của ông rồi. Không phải là chúng ta có 10 dạng thì bỏ ra 10 dạng, có 12 dạng thì bỏ ra 12 dạng, mà nên bỏ bao nhiêu thì bỏ bấy nhiêu. Tôi nói số tiền này bỏ ra cho nhân viên một buổi tên trúng nhiều đích. Thứ nhất là vô ý bố thí. Vô ý bố thí tôi được mạnh khỏe. Tôi tu phước, tôi tu phước rồi con cái có phước thì làm sao lại có cha mẹ bệnh tật cho được mẹ tôi cũng được nhờ hồ tiểu lâm thật có phước quý vị coi sức khỏe cha mẹ tốt biết mấy lúc nào quý vị mới nghe người ta nói thế này hồ tiểu lâm thật có phước quý vị coi cha mẹ ông ấy đều nằm viện đâu có ai nói vậy tôi tu phước rồi ai thâm lây tội nữ duyệt đế lời đã lên trời tội nhân trong cả một hồ đó đều được thâm lây mà cùng bà lên trời một mình tôi tu phước cả nhà đều được thâm lây nói một cách khác Số tiền này là tiền của mọi người. Mọi người thông qua hội quỹ viên ngân quỹ tình thương này của chúng tôi đem số tiền để bố thí ra ngoài. Toàn thể nhân viên đều được mạnh khỏe. Tại vì sao? Tự đánh không có lớn nhỏ, không có nhiều ít. Không phải hội tiểu long ông bỏ ra hai dạng, phước của ông sẽ lớn. Nhân viên đó bỏ ra 10 tệ, họ phước nhỏ. Không có. Tự đánh không thể cân đo. Tự đánh không có lớn nhỏ. Đấu thấp. Có thể trồng phước vô bờ. Một xu có thể tiêu tội ngàn kiếp, thêm chút nằm ở chỗ tam luân thiện không. Cho nên ngân quỷ tình thương này cuối cùng tôi cũng tìm được một cách cứu dạng nhân tâm. Một khế cơ giúp đỡ nhân viên như vậy. Tôi phải nắm chặt lấy khế cơ này. Mỗi ngày tôi dây quanh khế cơ này. Tôi tặng tiền cho quý vị, tôi giúp quý vị giải quyết khó khăn. Nhưng lúc này phải tùy duyên. Bởi vì quý vị gặp quà, tôi tùy theo duyên của tai họa này. Tôi giúp quý vị bước ra khỏi cơn hoạn nạn. Quý vị còn nói người học Phật không tốt được sao? Quý vị còn cảm thấy văn hóa truyền thống là hư mị sao? Quý vị còn cho rằng văn hóa truyền thống dân tộc là cặn bã sao? Quý vị còn cho rằng văn hóa truyền thống dân tộc là nền văn hóa hữu bài là suy tàn? Là trối buộc tới chân người ta nữa sao? Chưa đánh đã bài không tranh luận. Tranh luận cái gì? Làm cho được quỵ dĩ chân thật chi lợi trong kinh vô lượng thọ đã nói tự nhiên họ sẽ đi theo quý vị từ ta mà suy ra người hôm nay đã hết giờ rồi chúng ta ngày mai gặp lại tiếp tục báo cáo với mọi người cảm ơn mọi người chân thật niệm phật đà trực tuyến hoan nghênh sao chép công đức vô lượng a di đà phật ba biên tập học, học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường chúng sanh đều tín niệm a di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nạn dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô